Rồi, ok, mình chữa cái bài lab này của mọi người nhé. Nói qua về phân tích cái bài này. Trong mô hình này thì mình sẽ có một con ISP giả lập. Ở đây là con router 2911 này giả lập ISP này. Có một router gate, có hai con router brain. Thế thì mình sẽ cho hai con brain này và con gate thì định tuyến với nhau. Thì mọi người học định tuyến gì rồi nhỉ? RIP và cả OSPF đúng không? Ok. Thế thì bài này thì mọi người dùng bài này thì mình luyện tập chính là về Arcelit, còn mọi người muốn chạy OSPF hay RIP hay định tuyến tĩnh đều được vì mô hình này nó cũng bé thôi. Được chưa? Thế mọi người muốn chữa theo OSPF hay RIP hay là tĩnh? Cái gì cũng được. Ok, thì thực ra trọng tâm bài này nó rơi vào Arcelit, còn cái kia định tuyến thì để gọi là ấy thôi, thêm mắm muối gia vị thôi. Rồi, thế sau đấy thì mình có các cái VLAN trunking kinh ở khu vực này, đúng không ạ? VLAN 10 11 này, 40 41 này. NAT mình chưa học nhỉ? Chưa đúng không? Ở thì chưa chưa học NAT thì phải phải định tuyến thôi. Phải định tuyến ngược cái SP thôi. Học NAT xong rồi mình không không cần làm cái trò khu khăm đấy. Và bây giờ chưa học thì đành phải làm thế vậy. Cấm on traffic. Rồi rồi nhá, mình cứ theo nguyên tắc mà làm thôi. Đầu tiên thì mọi người phải cấu hình cho cái mô hình nó hội tụ đã. Nó chạy được các cái dịch vụ cần thiết đúng không ạ? Ví dụ trong bài này mình có yêu cầu DHCP chẳng hạn. Sau đấy thì mình mới đặt về luật bảo mật đấy theo đúng quy trình. 1705S3 buổi mấy anh em nhỉ? 7. Ok. Đấy nhá, thì mình sẽ chữa cái mô hình này cho mọi người về cái phần các cái dịch vụ đầu tiên trước, cấu hình cơ bản trước này. Đầu tiên thì mình sẽ có hai con switch thì xử lý trên switch trước nhá. S1 của mọi người này, VLAN trunking đúng không? Enable config terminal. Hostname S1. VL10 VL11 exit interface F0.1 switch port 1 chăng exit interface F0.2 switch port 1 access switch port access VLAN cổng 02 là VLAN 10 này. ba VLAN 11 do why. Rồi, như thế là cấu hình trên con switch S1 xong. Mọi người có thắc mắc gì về cái này không? Những cái này mọi người có thắc mắc gì không? Không nhá. Rồi, thế thì mình sẽ copy vào con switch S1 này. Switch S1 xong thì bây giờ mình đến xử lý con switch S2 phía đầu bên kia. S2 này sửa lại nhé. Thứ nhất là tên S2 đâu rồi, sao lại lag cái nhỉ, có chết rồi. Mình vừa nhấn cái gì lại không ấy được bàn phím nhỉ. À. Giờ ơi, giờ hồn đã nhầm cái gì rồi. À, đây thì vẫn được mà vuốt không được nhỉ. Chờ mình tí nhé, xếp. À. Nó ảo thế nhỉ. Đấy nhá, rồi hãy lại này, hot S2 này, VLAN giờ nó đang hơi lắc lắc, chả biết sao. Hả? 40 41 đúng không? 40 41 tên đổi rồi, F01 vẫn là trăng này, F02 là 40 này, F03 là 41 này. Rồi, như thế là xong con switch S2 phía bên này. Đấy, mình cứ xử lý từ layer 2 trước này. Xong cái layer 2 thì mình lên layer 3 nhé. Hai con router hai bên. Con R1, brain 1 ấy, thì của mọi người sẽ có là sub interface này, DHCP này, định tuyến, được chưa? Routing. Hết chưa? Hết rồi. Thôi, hết rồi thì nhúng tay vào cấu hình thôi. Config terminal, hostname, brain 1. Cái gọi là R1 được nhé, brain 1 được, tùy mọi người thôi. Brand 1 này, interface G0 set 1 no shutdown, interface G0 set 1.10
Encapsulation đốt một quy 10 IP address 192.168.10.1255.255.255.0 exit tương tự như thế, cổng G0.0.20 à G0.1.20 sửa lại IP này. Tiếp theo là cổng G0.0 interface G0.0 no shutdown IP address 192.168.20.1255.255.255.0 exit. Sai. À 11 à. Ok sorry. Thế thì đây là chấm 11 endo 11 IP 11.1. G0.0 là 20.1. Rồi ok. Tiếp theo đấy là vấn đề liên quan đến định tuyến. Mọi người chọn định tuyến gì ạ? Một loại thôi. Cái gì ạ? SPF nhé. Router SPF 1 network router ID thì mình chả cần gõ đâu, tự nó chọn. Trong bài này mình không yêu cầu chuyện đấy. 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0. Được chưa? Tương tự như thế là .11.0 và .20.0. Ok chưa? Đấy, đấy là cái câu lệnh của mọi người trong cái phần SPF. Đấy, cơ bản thì nó như vậy. Gì? Passive không ạ? Passive G0.1.10 Passive G0.1.11. Hết chưa? Còn gì nữa không ạ? Hết chưa? G0.1.10 và 11 là hai cái cổng logic mà chia sub interface ạ. Được chưa? Xong nhé. Có default ORI các kiểu không? Không nhé. Ok. Rồi G00 xong này, định tuyến xong này. Còn thiếu cái gì không nhỉ? DHCP à? Còn DHCP nữa nhá. Cái gì? IP cách DHCP exclude 192.168.10.0 192.168.10.10. Ví dụ mình bỏ ra 10 cái IP đi. Chấm, chỗ này là 11, chỗ này là 11. Bỏ ra khoảng 10 cái IP đầu tiên không cấp. Thực ra chỗ này là 11 cái IP nhưng cái chấm 0 thì chả bao giờ dùng cả nên vẫn tính là 10 thôi. Đúng không ạ? Rồi, tiếp theo là gì ạ? Kích hoạt trí nhớ chút. Đúng rồi, cấu hình pool IP DHCP pool. Đặt cho nó một cái chả biết bao nhiêu thì ghi LAN 10, LAN 11 đi. Đỡ phải bịa mất thời gian. Network 192.168.10.0 255.255.255.0 DNS server 8.8.8.8. Nếu mọi người muốn thêm cái Cloudflare thì cách 1.1.1.1 ra cũng được. Cái này Cloudflare được chưa? Không có cũng được, chả sao đâu nhé. Domain name thì không cần đặt. Domain name thực ra nó không đặt thì nó cứ lấy mặc định là example.com thôi. Thiếu gì không ạ? Default router 192.168.10.1 chuẩn chưa? Rồi xong. Như thế là xong cái pool của LAN số 10. Bây giờ mình tiếp tục cấu hình cho cái pool của LAN số 11. 11 11 DNS vẫn 8.8. Ok, xong. Exit. Hết chưa nhỉ? DHCP xong rồi này. Sub interface xong này, routing xong load này. Ok. Tương đối thôi. Còn luật bảo mật thì tí đặt sau nhé. Mọi người cứ phải chạy dịch vụ dịch vẹo cho nó xong đã. Bảo mật bảo việc tính cho. Theo đúng quy trình là mọi người phải chạy xong hết tất cả các dịch vụ. Ping, check, trước các kiểu thành công hết rồi. Đã kiểm thử toàn bộ rồi. Mà thấy ok thì mình mới bắt đầu đi áp dụng luật bảo mật, chính sách bảo mật vào đấy. Đấy là chuẩn quy trình nhé. Chuẩn hóa đấy. Bây giờ mình đến cái con DHCP này xong. Thì bây giờ đến cái ông... À từ xin thử phát nhỉ. .10.11 này. Con này là 11.11 này. Chuẩn chưa? Xin DHCP thành công nhé. Chắc là bài này tí nữa mình cũng sẽ dựng cho mọi người để liên quan đến cấu hình Accelerate dạng Extended. Cấm theo kiểu cấm giao thức ấy. Được chưa? Cấm port và cấm giao thức. Thì tí mình sẽ ấy sau. Còn bài này thì đang chỉ tạm thời là Standard thôi.
Rồi thế thì con router brand 1 là xong, bây giờ đến ông này brand 2. Hai ông này sẽ tương đối là giống nhau. Sửa thôi. Tên là brand 2 này, cổng G0-1 nối đi đâu đây? Cũng chia sắp nhưng mà sắp này là 30 và 40 41 này. Ờ khoan, thế thì tí phải xem lại cho con switch nha. Con switch lúc nãy hình như mình để là 40 41 à? Hay 30? Nghi lắm, dễ để 30 lắm. Ồ. Lại nhỉ. Theo thói quen là mình toàn để 30 40 đấy. Đây nhá, thế thì G0-1.40 này, endo 40 này, IP 40 này. Chỗ này là 41 41 và 41 G00 nối sang giải mạng 30 thì sẽ là 30.1 OSPF 1 40 này, 41 này, 30 này, passive là 40 này, 41 này. Xong chưa? Ngon nhá. DHCP server rồi, ông này là 40, ông này 40, ông này 41. 41 pool là LAN 40. Chỗ này là 40 này. Default gateway 40.1 này. Chỗ này cũng là 4 này. 4 này. 4 này. Xong. Đấy, đấy là cấu hình của con brand tiếp theo. Nhìn lại một lượt xem. G00 là 30.1 đúng rồi. Ok nhá. Đấy. Đi xin IP thử trên mấy ông này xem xin được không. Ông này xin là 40.11 này, đúng rồi này. Ông này xin là 41.11 này, chuẩn tốt này. Như thế là bây giờ mô hình này mình chỉ còn hai cái ông này thôi, hai con router giữa giữa này. Một con đại diện cho ISP giả lập và một con là router gate của hệ thống mạng của mình. Thì bây giờ mình đi xử lý load trên cái ông này nhá. Gate. Trên con gate thì mọi người làm cái gì? DHCP thì không có, sub interface không có. Mỗi định tuyến hả? Đúng không? Enable config terminal hostname gate interface G0 sẽ không no shutdown IP address 20 192.168.20.2 255.255.255.0 exit interface G0 sẽ 1 là 30.2 interface G0 sẽ 2 là xóa cái này đi 100.0.0.1255.255.255.252 exit. Ok chưa? Rồi, cấu hình cơ bản xong, giờ đến định tuyến IP route 0.0.0.0.0.0.0.0. Mình đang cấu hình cái gì đấy? Default route đẩy ra ngoài ISP đúng không ạ? 100.0.0.2 router OSPF 1 network 192.168.20.0.0.0.0.255 area 0. Tương tự như thế mạng 30. Rồi. Passive G0.2 default information originate exit. Xong chưa? Xong, hoàn thành. Đây là trên con router gate là xong nhá. Tua qua một chút, sau đó thì mình ghi sâu bản định tuyến. Sâu IP root. Đó, sao chưa có gì nhỉ?
À đây chắc nó bị sai ở chỗ này. Sân này network OPSF à? Đây rồi, OSPF đúng không? Rồi, Duso IP root thì có mạng rồi nhé. 10 này, 11 có này, 40, 41 có này, tất cả đều học thông qua SPF. Được chưa? Thế là có mạng thông thẹo rồi nhá. Bây giờ ping thử này. Ping từ cái ông này đi. Ping sang con bên kia. Ping 192.168.40.11. Có một con máy tính với IP này đúng không? Đúng không? Đây. Mình ping từ con 10 này sang con 40.11. Thành công. Như thế là mạng mọi người thông từ bên này sang tít 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 bên này rồi. Đây. À, trong này còn con ISP thôi, mình cấu hình chay con ISP trên này luôn cho mọi người nhé. À thật cứ ghi ra word đi. Đấy, chưa học NAT thì sẽ hơi phải khủ khoắm chỗ này tí. Học NAT rồi thì thôi, không cần. Enable config terminal hostname ISP. Interface G0 sẽ không no shutdown IP address 100.0.0.2255.255.255.252 exit IP root 0.0.0.0.0.0.0.0 100.0.0.1 interface loopback 1 no không cần no shutdown IP address 8.8.8.8 255.255.255.255. Đủ quay. Rồi, như thế là mình giả định xong. Bây giờ đi ping thử. Đây, ví dụ đứng trên ông này mình ping 8.8 coi sao. Ping thành công. Rồi như thế thì là trong cái mô hình của này của mình thì bước 1 là cái gì ạ? Toàn bộ các dịch vụ các thứ là ok rồi. Đúng không ạ? Ping thông các kiểu các đà điều rồi. DHCP cũng xin được rồi, định tuyến định tiết cũng xong. Thế bây giờ sau khi mình đến hoàn thành được cái bước đó thì bây giờ mới đến cái câu chuyện bảo mật của chúng ta theo đúng quy trình nhé. Mọi người phải kiểm thử, mọi người phải đặt các cái dịch vụ trước, kiểm thử thành công rồi mình mới bắt đầu đến về bảo mật. Được chưa ạ? Thế đầu tiên của mọi người đấy là cấm on traffic, on IP từ 10, 11 sang 40, 41. Cái này là riêng đi nhé, 10 sang 40, 11 sang 41, mọi người hiểu ý không? Được chưa? Đây nhé, cấm từ 10 sang 40 và 11 sang 41 thì trước tiên là đặt access ở đâu? Dạng standard. Đặt ở đâu ạ? Brain 2 cổng nào? G0.1.40 và G0.1.41 đúng rồi. Nếu xác định được đúng vị trí rồi, bây giờ bắt đầu đến luật nhé. Đây, 10.11. À, nhưng mà duy nhất cái IP là cộng 100 thì được đi. Ok, thế thì mình đặt luật thôi. Accelit 1 gì? Permit 192.168.10.100 đúng không ạ? Cái gì? Ở trong trường hợp này mọi người có hai cách gõ nha. Ví dụ mọi người gõ thế này cũng được. Được chưa? Có nghĩa là khớp cả 32 bit. Còn trường hợp thứ hai là đây là một hot cụ thể thì mọi người có thể không gõ theo kiểu là quay cạc mắt mà mọi người thêm cái chữ hot vào đầu cũng được. Hai cách này ý nghĩa hoàn toàn tương đương nhau. Mọi người hiểu không ạ? Với một máy tính thì hai cái câu lệnh này hoàn toàn tương đương, không khác gì cả. Rồi đến accelit 1 deny 10 hả? Cấm từ 10. Bao nhiêu? 192.168.10.0 0.0.0.255 accelit 1 permit any
Đây là cái Axelit 1 dành cho cái thằng 10 này. Tương tự như thế thì mình sẽ có cả Axelit 2 ở đây. Hai thì là 11 này. Cái này là sang 41 này. Chuẩn chưa? Mọi người hiểu cái này không? Chuẩn chưa? Đây nhá, tiếp này. Bây giờ mình lên cái cổng này và áp dụng thôi. Đâu anh? À, sorry. Từ giờ nhá, nó đang bảo cái gì đây? À, sorry. Access list là cái ở trong miệng mình, còn ở đây nó sẽ ghi là access chữ list. Mệt thế chị đấy. ACC đúng rồi. Đây ok chưa? Đây nó sẽ là ACC đây, mình viết ấy lại nha cho mọi người dễ hình dung này. Viết ACL không chạy. Ok, xong chưa? Được chưa? Bây giờ thì có Axelit rồi, mọi người có thể show nhá. Do show IP Axelit thì mọi người sẽ ra được hai cái list như này. Luật thì ok rồi, bây giờ áp dụng vào cổng thôi. Interface G0-1.40 IP Access Group 40 là cái thằng 10 à? 1 đúng không? Group Out hay in ạ? Out. Interface G0-1.41 IP Access Group 2 out, both, exit. Được chưa? Lúc nãy thì mình ping được đúng không? Bây giờ bắt đầu đi áp dụng lên nhá. À, gõ chưa nhỉ? Giờ xem. Gõ rồi. Bây giờ ping thử. Cấm 10 và sang 40 đúng không? Ok nhá. Bây giờ thử sang 40 xem này. Đây. Gãy ngay lập tức. Bây giờ mình sẽ đổi IP của cái này đi. Hoặc là đây mình gắn thêm một cái máy tính nữa vào. À, gắn thêm máy tính thì lại mất công cấu hình cái ấy nhỉ. Cái access port chỗ này này, mất công. Thôi đổi luôn đây nhé. Chỉ cho 100 hả? 192.168.10.100. 192.168.10.1. 8.8.8.8. Rồi, IP rồi nha, bây giờ ping lại này. 100 thì lại ping thành công. Mọi người thấy không ạ? Sửa lại nhé, bây giờ cho 99 thôi cũng được. 101 cũng được. 101 thì theo luật là được hay không được? Bị cấm đó ạ. Lại tiếp tục destination hot unreachable. Mọi người thấy không? Thành công chưa ạ? Hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy nhá, thì mình chỉ cho cái thằng IP 100 đi qua thôi, còn tất cả những cái khác bị cấm hết theo đúng luật. Rồi. Tương đối nhỉ? Mọi người thắc mắc gì không? Thôi nhá. Hôm nay mình sang cái nội dung của bài hôm nay. Đấy, chắc mình đây mình lưu lại video cho mọi người rồi. Stop here.